Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Long Phát Audio. Ngày hôm nay Long Phát sẽ là một cái chương trình là thanh lý xả kho một số mẫu loa. Bên mình đang trưng bày cũng như là một số mẫu loa có những cái lỗi nhạc. Bên mình sẽ làm cái chương trình để thanh lý xả kho với giá cực rẻ luôn, nhằm tri ân tất cả mọi người đã luôn quan tâm cũng như theo dõi đồng hành Long Phát suốt thời gian qua. Cái nhất, cái thứ hai là hiện tại cũng đang là mùa dịch nên cũng rất là khó khăn, nên Long Phát sẽ cố gắng là thanh lý bán giảm giá những mẫu loa sản phẩm giá cực tốt luôn, để mọi người có thể có cơ hội được sử dụng những sản phẩm loa kéo công suất lớn giá cực rẻ nha. Thì ở đây hiện tại có rất là nhiều mẫu luôn, thì mọi người nhớ cố gắng xem hết video để có thể là săn cho mình được một sản phẩm loa kéo thanh lý với giá cực rẻ nha. Thì mọi người lưu ý giúp là hiện tại là những cái mẫu loa này là những mẫu loa thanh lý, nên bên em sẽ bán cho ưu tiên cho mỗi bác khách là chỉ được một sản phẩm thôi, tại vì mỗi mẫu loa nó chỉ có một mẫu thôi nha, một con thôi, nên mọi người mua mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm thôi nha. Thì hiện tại trước mặt mọi người đây là một sản phẩm loa mini nha. Loa này loa kéo mini còn rất là mới luôn, thùng gỗ. Con này thì sửa một bát hai tắc và một chép. Con này hiện tại bên khách hàng trả hàng về bị gãy một bánh xe nha mọi người nha. Bị gãy một bánh xe phía sau còn rất là mới luôn. Mình tháo ra luôn nha, bị gãy bánh xe mình tháo ra luôn. Mình sẽ không bán nữa, mình sẽ bán thanh lý xả kho cho mọi người nha. Con này hiện tại bên mình đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 990.000 tặng kèm một miếng hát không gian. Hôm nay mình sẽ bị gãy một bánh xe, hôm nay mình sẽ thanh lý xả kho giá cực rẻ luôn nha mọi người nha. Bị mất một bánh xe, bị gãy một bánh xe, cái bên mình sẽ giảm 50% nha. Hiện tại bên này con này chỉ còn giá là 450.000 thôi, 950 chỉ còn là 450 thôi, giảm 500.000, mất đi 50% giá trị của sản phẩm nha. Có mọi người mua hàng thì đây là mã sản phẩm là số 16 kèm số điện thoại, nhân viên bên mình sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn mua được sản phẩm này nha. Đó, em xin nhắc lại là mã 16 giá là 450.000, và em sẽ test sắc âm cho mọi người cùng nghe nha. Anh thêm mở volume lên mọi người cùng nghe. Còn khá là lớn nha, mic thì hoạt động bình thường luôn, đi kèm một mic có sạc đầy đủ luôn. Hiện tại bị gãy một bánh xe thôi nên thanh lý giá giảm mất 50% giá trị sản phẩm nha, chỉ còn 450.000. Thì mọi người mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm là 16, bên mình sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn mua được sản phẩm loa kéo mini công suất lớn giá rẻ này nha. Rồi tiếp tục sẽ lên mẫu mới cho mọi người nha. Tiếp tục là mẫu này là mẫu loa kéo thùng gỗ nha mọi người nha. Con này thì sử dụng một bát ba tắc và đi kèm là hai mic nha. Con này còn rất là mới luôn. Con này thì chỉ hàng trưng bày thôi nha. Con này chỉ hàng trưng bày thôi. Rồi bây giờ em sẽ tắt cái mẫu này để em cắm cái USB cho mọi người cùng nghe nha. Ở đây là con này sử dụng là thùng gỗ nha mọi người nha. Thùng gỗ nha, có tay kéo luôn. Đi kèm là hai mic nha. Con này là mã số 6 nha. Con này mình sẽ test sức âm trước cho mọi người cùng nghe nha. Con này ba tắc hàng trưng bày thì còn khá là mới luôn nha. Rồi em sẽ tăng volume. Sử một bát ba tắc. Hiện tại là con này là mang mã số là 16 nha. Mã số là 16. Thì con này là mọi người mua hàng thì đấy là mã số 16 nha.
À xin lỗi mọi người nè, con này mang mã số 6 nha mọi người nha. Thì hiện tại con này đang kinh doanh là giá là 2.450.000 là hàng mới nguyên thùng. Thì hiện tại con này nó chỉ bị lỗi sơ xước sơ chỗ này một xíu nha. À, mọi người nhìn kỹ nè, chỉ xước sơ một chỗ này một xíu thôi, còn tất cả là hàng còn mới, còn riêng cứng nha. Chỉ xước sơ một xíu mặt trước này thôi. Đó, hôm nay bên mình sẵn tiện đây bên mình sẽ thanh lý, xả kho bỏ mẫu luôn. Hiện tại đang kinh doanh tại cửa hàng là 2.450.000, hôm nay bên mình sẽ giảm giá chỉ còn 1.750.000 thôi. Và mọi người sử một sản phẩm loa kéo bass ba tấc cùng rất là mới luôn nha, đi kèm là hai micro không dây luôn, 1.750.000. Thì mọi người mua hàng là để lại mã số 6 kèm số điện thoại, nhân viên bên mình sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn thôi. Thì mỗi mẫu nó, những cái hàng thanh lý trưng bày như vậy nó chỉ có mỗi mẫu chỉ có một con thôi nha. Thì mọi người mua hàng thì để lại số điện thoại, kèm mã sản phẩm, thì nhân viên bên mình chỉ chốt cho một bác khách may mắn thôi nha. Rồi tiếp tục em lấy mẫu mới cho mọi người nữa. Rồi hiện tại đây là mẫu loa này còn khá là nhiều mẫu nha mọi người nha. Mọi người nhớ cố gắng theo dõi hết video để có thể là lựa chọn sản phẩm loa kéo. Đây, con này công suất rất là lớn nha mọi người nha, con này là loa ba tấc luôn, thùng rất là lớn luôn. Đây, thùng nó rất là lớn nha, như loa 4 tấc nha mọi người nha, rất là to, nhìn màn lưới nha, nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn. Rồi mình sẽ test sức âm cho mọi người cùng nghe trước nha. Con này xương một bass ba tấc và một chép nha, thùng loa to như loa 4 tấc luôn nha, rất là khủng nha. Lớn luôn. Con này thì mọi người có thể là chơi tiệc tùng karaoke gia đình, hoặc là chơi khoảng cỡ tầm 5-7 người là anh chị chơi gia đình trong nhà tòa sân, không gian vừa phải là mình chơi thoải mái nha. Thì thùng gỗ nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn nha mọi người nha. Con này nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn. Hiện tại con này mang mã số là 20. Hiện tại con này công suất rất là lớn nha, mình có thể là mang đi du lịch hoặc chơi ngoài trời không gian vừa phải, chơi thoải mái luôn. Hiện tại mã 20 này mình đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 2.950.000 nha. Hôm nay mình sẽ thanh lý bỏ mẫu luôn. Con này thì còn rất là mới luôn, thì hàng trưng bày thì chỉ 9 bụi thôi. Đó thì mình chỉ thanh lý sẽ giảm 500.000 nha, chỉ còn lại là 2.450.000. Mọi người sử một sản phẩm loa kéo công suất lớn, bass ba tấc công suất cực lớn, đi kèm là hai micro luôn nha mọi người nha. Đây là hai mic nha, mình sẽ test sức âm mic cho mọi người cùng nghe luôn. Liền hey, echo đầy đủ nha. Hey, 6, 7, hey. Đó, đi kèm hai mic, mọi người thấy là hát được song ca luôn nha. Rồi em xin nhắc lại là mã số 20 là giá 2.950.000, giảm 500.000, chỉ còn là 2.450.000. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi người mua hàng để lại mã số 20 kèm số điện thoại nha. Nhân viên bên em sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn mua được sản phẩm loa kéo công suất lớn giá rẻ này nha. Rồi tiếp tục em sẽ lấy mẫu mới cho mọi người nữa nha. Ở đây tiếp tục em sẽ lấy một mẫu loa kéo 4 tấc nha, công suất lớn luôn. Đây là tiếp tục là mẫu loa 4 tấc nha mọi người nha, công suất rất là lớn luôn, thùng gỗ thương hiệu JBL. Con này mang mẫu số 5 nha. Rồi mình sẽ test sức âm trước cho mọi người cùng nghe luôn nha. Em sẽ test sức âm trước cho mọi người cùng nghe luôn. Con này thùng gỗ nha, rất là cứng cáp và chắc chắn nha. Em sẽ test sức âm cho mọi người cùng nghe. Trường cũ nhiều nét đôi tay tường mái siêu màu, bên hiên hàng dừa tìm những bạn xưa, mây xa có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò, bâng khuâng đời trường.
Đó, con này công suất rất là khủng, đánh rất là chắc tiếng luôn nha mọi người nha. Mọi người đeo tai nghe cảm nhận đánh rất là chắc tiếng luôn. Và đặc biệt con này bộ điều chỉnh nó gồm 9 nút chỉnh luôn nha mọi người nha. Có chỉnh chế độ là mix sound, mix shape và mix bass echo delay đầy đủ luôn nha. Ở đây là volume tổng này, bass shape của nhạc này, delay này, volume mix echo này, mix shape, mix bass, volume tổng của mix, volume nhạc cụ này. Có lỗ hai lỗ cắm mic có dây, một lỗ cắm nhạc cụ guitar nha. Ở đây mình có chế độ sạc và sạc nguồn điện trực tiếp AC và sạc bình DC luôn. Có hai chế độ sạc điện, một là sạc điện, hai là sạc bình luôn nha. Rất là tiện lợi luôn nha mọi người nha. Mọi người có thể là có nhắc cắm vào TV luôn. Ở đây là sản phẩm là mã số 5 này, tại bên em đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 3.990.000. Hôm nay mình sẽ thanh lý bỏ mẫu, hiện tại là con này nó còn rất là mới nha, chỉ 9 bụi sơ thôi. Bên em có hỗ trợ bảo hành cho mọi người luôn. Thì mọi người ở tỉnh mua hàng đâu vui lòng cọc trước túi ship, bên em gửi hàng tới. Mọi người có quyền là xem hàng thử lô ok rồi mọi người thanh toán nha. Có phí bảo hành kèm theo đầy đủ cho mọi người luôn. Thì hiện tại sản phẩm này là giá là 3.990.000, bên em giảm 1.000.000, chỉ còn là 2.990.000. Rất là rẻ luôn, chưa đến 3.000.000 thì mọi người đã sửa được một sản phẩm loa kéo 4 tấc công suất cực lớn nha. Đi kèm là 2 mic loa không dây luôn, có chế độ delay echo đầy đủ luôn nha. Và đặc biệt là có tích hợp là xài nguồn điện trực tiếp và xài bình luôn. Rồi mọi người mua hàng thì để lại mã số 5 kèm số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn nha. Chưa lấy 3.000.000 thì 2.990.000, mọi người sửa một sản phẩm loa kéo 4 tấc công suất cực lớn rồi nha. Rồi tiếp tục anh sẽ lên mẫu mới nha, mọi người nhớ theo dõi hết video để có thể là sẵn được một sản phẩm loa kéo công suất lớn giá cực rẻ nha. Hiện tại tiếp tục đây là một sản phẩm loa kéo 4 tấc nha. Trước tiên thì mình nhìn đánh giá về ngoài của loa này, nhìn rất là đẹp nha mọi người nha, rất là đẹp và chi tiết luôn. Hiện tại ở trong thì có một màng lưới vải, ở ngoài thì có một màng lưới kim loại nha. Nhìn thiết kế nè, sắc sảo và chi tiết nha, rất là sắc sảo và chi tiết. Ở đây là bo mạch của loa, có đầy đủ nha, 2, 4, 6, 8, 10 nút chỉnh cho mọi người nha. Hiện tại thì có chế độ chỉnh to nhỏ của nhạc, bass shape của nhạc, volume tổng của nhạc cụ, volume tổng của mic, mic bass, mic shape, echo, repeat, delay đầy đủ luôn nha mọi người nha. Có hai lỗ cắm mic có dây và một lỗ cắm nhạc cụ, có đầu vào ram thanh luôn. Có thể là cắm điện thoại, máy tính, TV sang, hoặc có thể xuất sang loa khác nha. Ở đây có chế độ xài bình và xài điện trực tiếp luôn nha. Ở đây có tay kéo này. Và đây kèm hai mic là hai mic kim loại nha mọi người nha. Ở đây là mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Hai mic kim loại nha. Hai mic kim loại nha, UHF nha. Ở đây là hai mic kim loại UHF. Hiện tại là con này mang mã số là 44 nha. Loa là loa sửa 4 tấc, 3 đường tiếng nha, 1 bass, 1 trung, 1 sét. Rồi bây giờ mình sẽ test sắc âm cho mọi người cùng nghe luôn nha. Con này công suất rất là lớn. Băng quân đời chờ người sao chẳng đến. Bòi lá hôi hoa chỉ ngày im lìm. Cây dương đầu trường có khách hàng tên. Hoa leo khu vàng răng kín tiếng phê xu nghe người. Nghe công suất nó rất là khủng nha mọi người nha. Ở đây là một sản phẩm loa kéo 3 đường tiếng nha, 1 bass, 1 trung và 1 shape nha. Đánh rất là khủng luôn. Đó mọi người nghe cảm nhận nha, chất âm nó đánh rất là khủng luôn. Công suất lớn và chất âm rất là hay nha mọi người nha. Hiện tại con này là mã số 44 nha. Loa kéo 4 tấc 3 đường tiếng. Hiện tại bên mình đang kinh doanh từ cửa hàng là giá là 4.900.000. Hôm nay mình sẽ thanh lý bỏ mẫu cũng như là xả kho trong mùa dịch này. Giá giảm 1.000.000 nha, chỉ còn lại là 3.900.000 thôi, rất là rẻ luôn. Rồi mọi người mua hàng thì để lại mã số 44 kèm số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi lại. Tại vì mỗi mẫu có một loa thôi nên nhân viên bên em sẽ ưu tiên chốt cho một bác khách may mắn có thể là mua được một sản phẩm loa kéo 4 tấc 3 đường tiếng công suất cực lớn. Hàng còn rất là mới luôn nha mọi người nha, hàng tương đối cao cấp nha. Mic là mic kim loại UHF luôn, chỉnh delay repeat đầy đủ hết. Mic karaoke rất là hay luôn.
hai số bảy, mình sẽ test chất âm mic cho người cùng nghe nha. Hai liên sáu bảy tám chín mười, mic nó rất là nhẹ nha. Con này thì mọi người mua về mọi người có thể là cho thuê cũng được nha, hoặc là chơi gia đình công suất lớn. Con này mọi người chơi ngoài trời thoải mái nha. Đó, mọi người mua hàng thì là mã số là 44 kèm số điện thoại. Đó, nhân viên mình sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn nha. Tầm giá chưa đến 4 triệu mọi người đã sửa lo kéo 4 tắc 3 đường tiếng cực hay nha. Em cam kết là con này 3 vít cho mọi người luôn. Rồi tiếp tục em sẽ lên mẫu mới cho mọi người nữa nha. Rồi tiếp tục đây là một sản phẩm loa kéo 4 tắc nữa nha mọi người nha. Con này cũng sửa 4 tắc 3 đường tiếng luôn. Con này mã số là 66 nha. 4 tắc 3 đường tiếng công suất lớn. Hiện tại là màng lưới vàng và thiết kế là thùng gỗ, nhìn rất là chắc chắn nha. Đây là bo mạch nha. Có chỉnh volume tổng của nhạc, bass shape của nhạc, delay echo của nhạc, mic bass, mic shape, volume tổng của mic và có đầu vào ram thanh, có lỗ cắm thẻ nhớ USB đầy đủ nha. Có xài điện, điện trực tiếp và điện bình luôn nha. Đầy đủ hai chế độ điện nha. Và đây là bình của loa nha, bình nằm phía sau nha. Và bây giờ mình sẽ test chất âm con này trước cho mọi người cùng nghe nha. Ở đây mình sẽ cắm cái USB vô để test chất âm cho mọi người cùng nha. Hiện tại đây là loa kéo 4 tắc 3 đường tiếng công suất lớn nha mọi người nha. Em sẽ xả kho với giá rẻ giật mình luôn. Xịn sò và đẳng cấp nha. Đây là mic kim loại UHF nha. Cặp mic rất là xịn sò và đẳng cấp luôn. Hiện tại con này là hàng trưng bày mình thì còn rất là mới, dường như là mới 99% luôn. Đó, còn rất là mới luôn. Con này mang mã số là 66. Hiện tại con này là bên mình đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 4.950.000 nha. Thì hôm nay mình sẽ thanh lý, bỏ mẫu cũng như là xả kho mùa dịch này, giảm 1 triệu nha. Chỉ còn lại 3.950.000 thì mọi người chưa đến 4 triệu thì mọi người đã sở một sản phẩm loa kéo 4 tắc công suất lớn, 3 đường tiếng và đi kèm là một cặp mic kim loại UF nhìn rất là xịn sò nha. Lát em sẽ test chất âm mic cho mọi người cùng nghe luôn. Thì hiện tại mọi người mua hàng thì để lại là mã số 66 kèm số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi lại chốt đơn cho một bác khách may mắn thôi. Tại vì mỗi sản phẩm thanh lý xả kho thì chỉ có một mẫu thôi, nên em sẽ lựa chọn một bác khách may mắn để chốt đơn cho các bác nha. Nên các bác nào mình sang không được sản phẩm loa kéo thì các bác nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những video đằng sau. Thì hy vọng các bác sẽ mua được một sản phẩm loa kéo thanh lý giá cực rẻ nha, công suất lớn nữa, tầm giá chưa đến 4 triệu mọi người đã sở hữu một sản phẩm loa kéo công suất cực lớn nha, 4 tắc nha. Rồi em sẽ test chất âm mic cho mọi người cùng nghe luôn. Hai sáu bảy đó, tiếng mic mọi người nghe nó rất là trong trẻo, rất là nhẹ nha. Hai sáu bảy đó, mình đánh giá rất là cao cặp mic này nha. Rồi 3.950.000 kèm số điện thoại, mã 66 kèm số điện thoại, bên mình sẽ chốt cho một bác khách may mắn nha. Rồi tiếp tục em sẽ lấy mẫu mới cho mọi người nha, giá cực kỳ ưu đãi luôn, tầm giá cực kỳ ưu đãi mùa dịch luôn nha. Mọi người có thể là giải trí, hát nghe ngao, vui vẻ cùng gia đình bạn bè trong mùa dịch này nha. Mình hạn chế ra đường. Rồi tiếp tục ở đây là một sản phẩm loa kéo 5 tắc nha mọi người nha. Con này công suất rất là lớn nha. Con này kích thước cũng khá là to luôn. Con này chiều cao nó cũng gần 1 mét rồi nha. Thì loa sửa là một bass, một trung và một chép, loa 3 đường tiếng. Và đặc biệt con này là tích hợp dàn ống chỉnh rất là xịn sò nha mọi người nha. Đặc biệt là tích hợp chỉnh là revert luôn. Mic có chế độ revert nên cái dòng này mic nó rất là hay nha. Rồi em sẽ bật mic loa lên, em sẽ test chất âm trước cho mọi người cùng nghe nha. Em xin nhắc lại đây một sản phẩm loa kéo 5 tắc nha, thùng gỗ nha. Bo mạch nhìn rất là xịn sò luôn. Em sẽ cắm cái USB vô để em test cho mọi người nghe nha. Con mã số là mã số 9 nha. Em sẽ test chất âm trước cho mọi người cùng nghe.
Đây là dòng 5 tấc, là dòng sản phẩm công suất lớn nha. Bộ điều chỉnh rất là xịn sò. Thùng gỗ thì mọi người biết là 5 tấc và loa công suất lớn, cho ra công suất rất là lớn luôn. Mọi người có thể là chơi karaoke, tiệc tùng, gia đình, bạn bè hoặc có thể cho thêm, rất là tuyệt vời. Đặc biệt đây là cặp mic của loa thêm kèm cho mọi người nha. Cặp mic rất là xịn sò nha, mic kim loại UFF nha. Mic kim loại UFF nha, cặp mic rất là xịn sò luôn. Và đây con này có rất là nhiều điểm nổi trội nha mọi người nha. Đặc biệt tích hợp mic reverb, những cái dòng mà mic reverb là mic nó rất là hay nha mọi người nha. Em sẽ test mic thôi. Bo mạch nhìn rất là đẳng cấp nha. Hey. Lê sáu bảy, alin sáu bảy tám chín mười. Alo, những cái mic tích hợp thì mình mic nó rất là nhẹ tai nha người nha. Hê sáu bảy tám chín mười rất là nhẹ luôn. Ở hiện tại cái con mẫu này là mẫu số là số 9 nha. Hiện tại con này là loa 5 tấc. Hiện tại bên em đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 6,5 triệu nha. Thì hàng còn trưng bày còn rất là mới luôn. Bên em sẽ xả kho thanh lý trong mùa dịch này. À, giảm 1 triệu nha, chỉ còn lại 5,5 triệu thôi. Mọi người đã sử một sản phẩm loa kéo 5 tấc 3 đường tiếng đi kèm 2 mic kim loại UFF giá chỉ 5,5 triệu thôi nha, rất là rẻ luôn. Ở mọi người mua hàng thì để lại mã số 9 kèm số điện thoại thì nhân viên bên mình sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn nha. Thì ở tỉnh thì các bác mua hàng thì các bác vui lòng là cọc trước với ship, hàng thì bên em ship đến, các bác xem hàng, các bác thử loa, ok các bác thanh toán nha. Tuy là hàng thanh lý xả kho nhưng mà em vẫn có chế độ bảo hành cho các bác là 12 tháng, có phí bảo hành đầy đủ cho các bác luôn nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên mẫu mới cho mọi người nữa. Thì bạn là em sẽ lên mẫu cực khủng nha. Mẫu này là mẫu loa kéo bát đôi nha mọi người nha. Thùng nằm bát đôi. Thì con này là hàng trưng bày thôi. Thì nó cũng có dính dơ một xíu thôi. Ở đây mọi người nhìn ở trên này nó hơi dơ một xíu thôi. Thì hàng trưng bày thì nó chỉ dính bụi dơ một xíu thôi. Các bác xem đây. Đó thì còn rất là mới luôn. Màn lưới thì còn rất là mới luôn. Đây ở đây là mà sử là 2 bát 40 nha. Loa thùng nằm 2 bát 40 và đi kèm là 2 chép nha. Đó em sẽ test sắc âm trước cho mọi người còn nghe luôn. Thùng gỗ thì con này nặng, rất là nặng nha, khoảng 70-80kg nha, rất là nặng luôn. Khi mà mua thì mọi người cân nhắc nha. Và công suất nó rất là lớn nha, tại vì nó sử 2 bát đôi nha, nên công suất rất là lớn. Mọi người mua thì nhớ cân nhắc nha. Nó rất là nặng, khó di chuyển, nhưng mà ngược lại được cái công suất rất là lớn.
Mọi người nghe con này công suất nó rất là khủng nha mọi người nha. Con này công suất nó rất là khủng luôn. Con này thì 2 bát 40 và 2 chép nha. Công suất nó rất là khủng luôn. Thì hiện tại con này mang mã số là 22 nha. Thì con này mọi người là có thể là chơi gia đình, tiệc tùng, karaoke gia đình, chơi ngoài trời không gian cực lớn nha, cho thuê thoải mái luôn. Con này xài bình, có thể là cắm điện trực tiếp hoặc xài bình đầy đủ luôn. Hiện tại thì con này bên em đang kinh doanh tại cửa hàng là giá là 7.900.000 nha. Thì hôm nay bên em sẽ thanh lý xả kho mùa dịch này luôn, chỉ còn là 5.900.000 nha, giảm 2.000.000 nha. Thì một con duy nhất thôi, thì nó dính bụi sơ thôi, không có vấn đề gì hết. Hiện tại có chế độ bảo hành cho mọi người là 12 tháng luôn. Thì hàng giao tới thì mọi người có quyền là xem hàng, thử loa đúng như bên em test, đúng như bên em quảng cáo, hài lòng mới trả tiền nha. Phải xứng đáng và vượt mong đợi của mọi người nha. Tại vì mọi người bỏ ra số tiền 5.900.000 là giá cực rẻ luôn. Mọi người sở một sản phẩm loa kéo bắt đầu công suất cực lớn luôn. Hiện tại đang kinh doanh tại cửa hàng là 7.900.000, giảm 2.000.000 nha. Một giảm một cái giá rất là sốc trong mùa dịch này luôn. Để anh em có thể là thanh lý, có thể là thu hồi vốn nha. Rồi chỉ còn lại 5.900.000 nha. Mọi người mua hàng thì để lại là mã số 22 kèm số điện thoại 5.900.000. Nhân viên em sẽ gọi lại chốt cho một bác khách may mắn mua được sản phẩm loa kéo bát đôi công suất cực khủng này nha. Hiện tại tôi đi kèm là một cặp mic kim loại OFF nha mọi người nha. Có cái hộp đựng mic cho mình luôn nha. Hộp đựng mic cho mình rất là cao cấp nha. Hộp đựng mic bằng da rất là cao cấp nha. Có chỗ để mic trên này nữa, thùng gỗ rất là cứng cáp và chắc chắn nha. Thì hy vọng mọi người có thể là xem hết video này thì mọi người có thể là lựa chọn cho mình được một sản phẩm loa kéo thanh trí với giá cực kỳ ưu đãi trong mùa dịch này, để mọi người có thể là vui chơi giải trí trong những ngày dịch bị cách ly. Thì mọi người không đi ra ngoài được thì mọi người ở nhà mọi người có thể là karaoke tiệc tùng chơi gia đình vui vẻ nha, giải trí những ngày mùa dịch này. Thì mọi người hy vọng là đây là những sản phẩm loa kéo thanh lý, nên mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm thôi, nên mình chỉ ưu tiên cho một bác khách may mắn thôi. Những sản phẩm mà mọi người không mua được thì rất mong là quý khách thông cảm, là có thể là đăng ký kênh để theo dõi những cái đợt thanh lý lần sau nha. Rất mong mọi người thông cảm nha, tại vì có nhiều bác khách là gọi đến là bảo hết rồi thì các bác khách lại bảo là rất là buồn này, nên mọi người thông cảm nha. Tại vì một sản phẩm thanh lý nó chỉ có một con thôi, lâu lâu nó chỉ có một đợt thôi. Nên là cái lâu bác hy vọng là các bác hiểu cho nha. Và em sẽ kết thúc cái video đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến cũng như đồng hành ủng hộ loa kéo Long Phát suốt thời gian qua. Kính chúc tất cả các bác có luôn có sức khỏe tốt nhất để có thể là vượt qua đại dịch này nha. Rồi xin chào và hẹn gặp.